sòng bạc lớn nhất của Nam Cam mở trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 với sự bảo trợ tầm xa của Sáu Ngọc, tức Dương Minh Ngọc, trưởng phòng cảnh sát hình sự lúc bấy giờ, có cả Trần Lệ Nguyên, giám đốc công ty Kinh Đô là con bạc. Sòng bạc lớn đến mức tiền sau 10 ngày được 1 tỷ 200 triệu đồng. Danh sách thò lãnh tài vật do Nam Cam trực tiếp đưa ra tăng lên đến cả chục người, trong đó có không ít người là công an. Mỗi khi tiếp khách, Nam Cam thường cặp trong nách chai rượu ngoại, tay cầm cái ly thủy tinh mới toanh, đon đã mời chào giao kết làm ăn, phân chia lợi nhuận. Thủ đoạn tinh vi này đã hạ gục những quan chức có bản lĩnh kém cỏi. Nhưng trước khi có vị thế đó, Nam Cam đã có màn tái hợp ngoạn mục với nữ chúa Lê Hải, vợ đại ca Thây. Đầu năm 1975, sau sự bất bại ở mặt trận Tây Nguyên, Bình Trị Thiên, chiến sự lan nhanh tới vùng Đông Nam Bộ, báo hiệu sự thất bại của chế độ Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Nam Cam, một hạ sĩ lái xe nhưng chẳng bao giờ có mặt tại đơn vị, bị buộc phải ra căn cứ quân vận ở Long Bình trình diện. Nơm nớp lo sợ, cảnh phải cầm súng để bắn nhau, y chuồn khỏi đơn vị như hầu hết các vị chỉ huy của mình. Y về đến nhà vào chiều ngày 29, sáng 30 tháng 4 để tìm ra bến tàu dò dẫm cách di tản khỏi Việt Nam. Nhưng bên cạnh y cả bầy con nên việc rời khỏi quê hương là điều hết sức với tên cờ bạc chuyên nghiệp như y. Tân, vợ đại ca Thây, khi còn hưng thịnh được đàn em tôn sùng đặt tên khác là nữ chúa Lệ Hải. Sau khi đại ca Thây chết, đàn em tan tác khắp nơi như gà lạc bầy. Nữ chúa Lệ Hải mất ngôi, trở thành một đàn bà sa cơ thất thế, sống ngoài vòng pháp luật ở khu vực Cầu Ván bên quận 4. Nam Cam đến sào huyệt của nữ chúa Lệ Hải, đem suy nghĩ của mình tâm sự với đàn chị, rồi đề nghị lập một liên minh làm ăn. Mụ ta vạch ra cho Nam Cam tổ chức sòng bạc, chỉ huy đàn em bảo kê, cho vay nặng lãi, chăn dắt gái mại dâm như trước đây mà không thể nào tồn tại được vì công an đế chế mới rắn hơn cảnh sát đế chế cũ rất nhiều. Nam Cam im lặng suy nghĩ, mụ đưa ra chiến lược đầu tư bỏ vốn mở nhà hàng bi ôm để làm bình phong tổ chức sòng bạc sẽ an toàn hơn. Ngoài ra, để tạo bình phong và tạo thế làm ăn đặc biệt vào những dịp lễ, Tết, phải mời cho bằng được những người có vị trí trong xã hội đến chơi bời, ăn uống. Khéo léo tung tiền, mua chuộc viên chức có quyền lực bằng những cổ phần khống tại các nhà hàng để tạo thế lực. Nam Cam gật gù tâm đắc nghe lời nữ chúa Lệ Hải. Vận đến, Lý Đôi là tay kỳ bẻo hết sức quan trọng và lợi hại. Trước giải phóng, hắn làm cắm sườn của sông Bạc Sơn Đảo, một trùm giang hồ. Nghe chuyện cũng đến gặp Nam Cam, đề nghị cho đầu quân. Lý Đôi gia nhập vào hàng ngũ tâm phúc của Nam Cam cùng những cái tên như Sáu Nhà, Thảo Ma, Ba Mạnh, Thành Đô La, Thọ Đại Úy. Cháu gọi Nam Cam bằng cầu ruột, luồng điếc, đàn em của Huỳnh Tì, chuyên làm nghề bảo kê sông, mười đen. Bằng kinh nghiệm của mình, Lý Đôi tham mưu Nam Cam tổ chức lại những sòng bạc di động và lôi kéo tay con bạc về chơi ở sòng Nam Cam, đông nườm nượp như chảy hội. Để che mắt chính quyền địa phương, Nam Cam hùng một ít vốn với mười đen, tên giang hồ rẻ tiền, đệ tử của Luân Điếc. Ở Bình Thạnh, mở một cửa hàng kim khí điện máy ở số 49 đường Huỳnh Thúc Kháng để hợp thức hóa việc kiếm tiền phi pháp của mình. Với cặp mắt tinh tường của một tay trùm cờ bạc, Nam Cam biết phải dùng mười vào việc gì cho hợp lẽ. Nam Cam bàn với mười, xuất vốn cho hắn để cho vay nặng lãi kiếm lời. Khi đó, ở chợ trời, Huỳnh Thúc Kháng có kiểu vay nóng, trả vốn và lãi trong ngày. Dựa vào uy tín của anh Năm, mười đen cho vay kiểu chợ trời Huỳnh Thúc Kháng nên cũng nhanh chóng khá giả. Có tiền là có uy tín, chiều chi là có đàn em. Mười lập tức có dưới trướng một loạt tay chân, sừng sỏ nhất là Hòa Búa, kẻ sẵn sàng lăn xả gánh vác vào việc đụng chạm thay cho đàn anh nhưng thiếu đầu óc để có thể phát triển thành thủ lĩnh. Đáp lại, mười nhận ra uy quyền và thực lực của Nam Cam, nên gã vẫn cố gắng chứng tỏ cho ông thầy của đàn anh rằng mình rất biết điều và biết rõ ai mới là minh chủ. Những năm sau giải phóng, khi đi theo thủ thuật làm ăn do nữ chúa Lệ Hải vạch ra, nếu khách đến ăn nhậu là những người có quyền thế hoặc có chức sắc, Nam Cam cặp trong nách chai rượu ngoại, tay cầm cái ly thủy tinh mấy toanh, đon đã mời chào giao lưu hữu nghị. Cách giao tiếp hiếu khách như thế đã tạo cho Nam Cam mối quan hệ rất rộng với những người có địa vị trong xã hội. Từ lúc phải gồng gánh xoay sở lo kinh tế gia đình, với liên minh ma quái với nữ chúa Lệ Hải, Nam Cam đã phất lên nhanh chóng. Nhờ cho vay nặng lãi, tổ chức sòng bạc
Hoạt động bảo kê đã giúp Nam Cam mua chuộc và quan hệ với nhiều quan chức bằng đồng tiền bẩn. Qua đó, Nam Cam đã đạt được mục đích là biến những quan chức thành công cụ gắn liền với hoạt động ngầm của hắn. Nhờ có tiền và quan hệ trong giới giang hồ lẫn quan chức, Nam Cam khéo léo luồn lách thành đặc tình cấp 3 của công an, để rồi từ đó giúp sức đắc lực cho Dương Minh Ngọc ở PC-14, Nguyễn Mạnh Trung nổi tiếng điều tra trọng án ở PC-16, triệt các băng nhóm tội phạm cộm cán khác. Rồi hàng loạt lính ruột của Sáu Ngọc cũng nhận tiền của bọn Nam Cam với một nụ cười biết ơn. Theo gương các ông anh, cả các trinh sát dàn dày nghiệp vụ cũng ngã quỳ trước viên đạn bọc đường được nã ra liên tục từ bàn tay của ông Trùm. Hoàng Tân Việt, cục phó C14B do quận Bách đã nhận tiền từ tay Hiệp Phò Mã, con rể của Nam Cam, không biết là bao nhiêu chiếc phong bì. Chưa vừa ý, ông ta còn mượn cớ sửa nhà để vay tiền của Nam Cam, dĩ nhiên không bao giờ hoàn trả. Bà Lâm, đội cảnh sát hình sự quận 3, được Nam Cam nhận về làm đệ tử thân tín nhất của y. Trong thời gian đó, quy mô nhà hàng karaoke Thanh Vi lớn vào bậc nhất nhì thành phố của Châu Đức Nghĩa với hàng loạt mỹ nữ cũng khiến Nam Cam chú ý. Ba Lâm và Nam Cam tới nhà hàng của Châu Đức Nghĩa. Ba Lâm trịnh trọng giới thiệu Nam Cam: "Đây là anh Nam Cam, chắc Nghĩa có nghe tiếng rồi chứ?" Nghĩa tái mặt, không ngờ gã đàn ông có dáng vẻ của một ông chủ bàn bi-a với mái tóc bùm bê áp sát vào hai bên thái dương đang ngồi hát karaoke bằng chất giọng của một chiếc loa tồi ngấm nước trước mặt mình lại là Nam Cam, ông trùm của những ông trùm. Nghĩa xuân xoe: "Dạ, hân hạnh được biết anh Nam, em xin được mời anh chai rượu." Nhưng Nam Cam khoát tay rồi tiếp tục ca hát một cách say sưa. Sau đó Nghĩa đề nghị: "Em rất muốn được hợp tác làm ăn với anh Nam." Nam Cam tỏ ra hiểu ý, gật gật đầu bảo: "Các em không chê ít, anh Hùng 20.000 đô. Nghĩa bảo: "Tiền bạc không quan trọng đâu anh Nam, quan trọng là anh thương em Út, hỗ trợ em Út làm ăn mới là cái chính." Nam Cam gợi ý: "Nếu vậy em nên cho Út Ngọc bên PC-14, Hùng 20.000 đô, được chứ?" Sau cuộc giao kèo, Nam Cam xuất tiền Hùng mua 3 căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, nơi trước kia là một lò bánh mì lớn. Trong khi sửa sang cho hoàn chỉnh, chi phí phát sinh nhiều, ngốn sạch vốn của Nam Cam. Khi đó Tùng, nhân vật khá có thế lực trong ngành công an, cho Nam Cam vay 100 cây vàng với mức lãi 2 cây một tháng. Nam Cam coi như một cách hối lộ hợp pháp và vui vẻ với việc vay mượn một nhân vật hứa hẹn sẽ còn leo cao hơn trong nấc thang quyền lực. Từ đó, nhà hàng khách sạn của Nam Cam khánh thành với sự ủng hộ tuyệt đối của giới chức có liên quan với Nam Cam và của giới giang hồ xã hội đen ở Sài Gòn.